Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách học lệnh, các cái phím học lệnh ở trên những cái con điều khiển đa năng. Và ví dụ như ở trước màn hình các bạn nhìn thấy thì mình đang có ba cái con điều khiển. Con này mình gọi là MX3 này, con này là MX3 Pro và đây là phiên bản MX3 Pro Void có đèn nền. Và các bạn chú ý nhé, có thể là mỗi một cái thiết kế học lệnh đèn nháy ở mỗi một cái con thì nó khác nhau một chút xíu, nhưng mà cái cách thức học lệnh thì nó như nhau. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu thao tác các bạn nhé. Thì đầu tiên các bạn phải chú ý đến cái nút TV ở đây. Cái nút TV này rất là quan trọng này. Đó. Thì các bạn sẽ bấm giữ cái nút TV này và đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi một cái loại điều khiển ấy thì có thể cái đèn nháy ở chỗ này này nó sẽ khác nhau. Có thể nháy nhanh, nháy chậm hay là như thế nào đó thì tùy. Các bạn không quan tâm nhá. Nhớ lại bấm cái nút TV, bấm sau đó đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sau khi mà đếm xong các bạn bỏ tay ra. Và ở trên cái điều khiển hồng ngoại thì mình muốn cái học lệnh của cái phím nào thì mình sẽ bấm phím đó. Thì trong video này mình sẽ học lệnh phím nguồn. Thì bây giờ mình sẽ bấm cái nút nguồn đây nhé. Các bạn chú ý nút nguồn này. Mình bấm một cái. Ok. Và phía bên này thì sẽ nháy đèn rồi. Và sau khi mà nó nhận như vậy thì mình sẽ gán cho bất cứ một cái nút nào học được lệnh ở trên MX3. Thì ở đây nó sẽ có bốn cái nút này có thể học lệnh được. Thì khi đấy thì mình sẽ chọn một trong bốn nút. Nhưng mà vừa rồi thì mình nói nhiều quá nó sẽ mất cái lệnh thực hiện. Bây giờ mình thực hiện lại này. Bấm này, sau đó này đến 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này. Rồi ở trên này mình sẽ bấm nút nguồn này. Rồi, gán một cái lệnh bất kỳ mình ấn nút đỏ này. Đấy các bạn chú ý nhá, mình ấn nút đỏ này. Đó. Thì như vậy thì cái quá trình học lệnh đang bắt đầu thực hiện, các bạn chú ý nhé. Thì đèn nó nháy chậm này. Quá trình học lệnh đang thực hiện và chúng ta đợi, có thể là đợi khoảng tầm 30 giây thì cố gắng đợi chờ một chút nhá. Thì các bạn trong cái quá trình đợi ấy thì cần phải vẫn để giữ nguyên cái mắt hồng ngoại nó dí vào nhau như thế này thì nó mới hoạt động được. Và như vậy thì đèn nháy đỏ đã dừng rồi. Như vậy thì chúng ta đã thực hiện học lệnh thành công. Các bạn chú ý nhé, như vậy là đã học lệnh thành công rồi. Ở trên cái con MX3 này thì đèn nháy nó như vậy. Mình sẽ thử xem nào. Con MX3 Pro này thì cái đèn nháy nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình bấm thử này. Bấm giữ này. Đó, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, các bạn thấy không? Cái đèn nháy nó lại không giống như con kia, nhưng mà cái cơ chế hoạt động nó vẫn như vậy. Bây giờ mình bỏ tay này. Ở bên này mình bấm nút nguồn một cái này. Rồi, cái đèn nháy nó khác cái con trước đúng không? Kệ, không quan tâm, mình bấm nút học lệnh này. Ví dụ mình bấm nút này này. Đó, ok. Và chúng ta vẫn cứ chờ đợi trong vòng khoảng 30 giây thì cái quá trình học lệnh nó sẽ thành công. Và các bạn chú ý nhé, cái vấn đề đèn nháy ấy thì chúng ta hãy bỏ qua đi. Mình sẽ thao tác đúng như là mình hướng dẫn ấy thì chắc chắn là sẽ học lệnh được. Rồi đấy, như vậy thì đã học lệnh thành công rồi. Và mình thử cái con MX3 này cũng thế thôi. Ví dụ bây giờ mình bấm TV này, bấm giữ này. Đó, và cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn thấy không? Cái cơ chế đèn nháy ấy, mỗi con có thể nó khác nhau một chút xíu. Kệ, nó không quan trọng đâu. Và bây giờ mình bỏ tay ra. Rồi sau khi mà bấm nút nguồn bên này thì mình sẽ học lệnh. Đó, và các bạn lại chờ đợi thôi. Thì cái quá trình học lệnh nó sẽ cũng diễn ra trong vòng khoảng 30 giây. Rất là đơn giản và nhẹ nhàng đúng không? Thì con nào cũng vậy, cái cơ chế đèn có thể hơi khác một chút xíu, nhưng mà cách thức thì rất là đơn giản. Bấm giữ cái nút TV 10 giây, sau đó thì bấm nút nguồn ở phía cái điều khiển hồng ngoại hoặc là phím học lệnh bất kỳ. Rồi ở phía bên cái điều khiển MX3 này, các bạn sẽ bấm cái phím học lệnh, chọn một cái phím bất kỳ nhá. Nhưng mà nhớ là chỉ được một trong bốn cái nút này và cái nút nguồn mà thôi. Đó, bấm xong thì chúng ta sẽ chờ đợi cái quá trình học lệnh và như vậy thì nó đã thành công rồi. Vâng, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách học lệnh của các cái điều khiển đa năng MX3. Và các bạn thấy video hay hữu ích thì nhớ like, share và nút đăng ký để xem thêm nhiều video hay nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.